Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của em. Chúc mọi người đang xem đó chính là hình ảnh cũng như là một số cái sự việc liên quan đến sư Minh Tuệ em muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Long An, ngôi mộ cổ kỳ lạ nhất miền Tây, người dân chia sẻ chủ nhân. Mọi người đang thắc mắc là tại sao đây, trước khi mà chia sẻ thì mọi người coi cái dòng trạng thái này trên trước mặt mọi người đang xem á. 16 ngày đã 6 ngày rồi, rất là nhiều người lo lắng cho sư Minh Tuệ. Ngài không có đi khất thực thì không biết là ngài đang ở đâu. Rất là hiện tại bây giờ cả nước mình đang lo cho sư Minh Tuệ. Không, em thì cũng không ngoại lệ, em Thanh Vlog thì cũng không ngoại lệ nha mọi người. Thì mình nhìn cái hình này mình thấy rằng là xúc động rồi nha. Đây, sẽ mở mọi người xem. Đây. Gần 6 ngày sư Minh Tuệ không khất thực, đồ ăn người dân đem thì thầy không nhận vì không đúng với pháp tu. Lo quá cả nhà. Thì bức ảnh này là một cậu bé đã ghi và tặng cho em nha cả nhà. Rất là nhiều người đã mong ngày sư Minh Tuệ trở về, nhưng mà bây giờ thì rất là khó cả nhà, cực kỳ là khó luôn. Thì tiện em có nắm một số cái thông tin thì em cung cấp và gửi cho mọi người luôn nha. Được không ạ? Đấy, thì không biết là ngài có gặp chuyện gì hay không, nhiều người đang thắc mắc và hỏi như vậy. Thì bây giờ cung cấp và chia sẻ mọi người luôn là hiện tại bây giờ một số anh em YouTuber cũng chỉ có thể rất là khó quay cả nhà. Bây giờ đại Phật tử không đến, nếu mọi người Phật tử bây giờ không đến vì họ đã có ý thức thì YouTuber thì cũng không khó mà quay được cả nhà. Hiện tại bây giờ thì em để ý và tìm hiểu thì phải nói mọi người là đã giảm. Bình thường mấy anh em YouTuber trên đó là quay 40 đến 50 tập thì bây giờ chỉ còn 5 tập cả nhà, một ngày chỉ ra 5 tập thôi thì đủ hiểu là trên đó nhưng mà đã không được quay nữa rồi nha mọi người. Mọi người đủ hiểu như vậy. Chúng ta làm gì cũng phải tôn trọng pháp luật, tôn trọng pháp luật Việt Nam chứ, để mà chả mà cứ câu like câu view á, thì bây giờ hiện tại không cho quay. Thì không cho quay thì bây giờ mấy anh này bắt đầu là mới đi lòng vòng, đi núp cây sầu riêng ở nước cây chôm chôm cố gắng để mà quay. Thì một ngày chỉ ra được 5 tập à. Đấy, nhưng mà con đó không quan trọng bằng việc gọi là tìm sư Minh Tuệ. Sư Minh Tuệ đang ở đâu, làm gì? Cả nhà. Bây giờ mọi người biết sư Minh Tuệ đang ở đâu làm gì không? Khi mà một số cái tin đồn là coi như là sư Minh Tuệ gia đình lục đục. Cả nhà. Lục đục. Đấy, thì xong không nói suông thì bây giờ cho mọi người coi. Mình coi cái này nhá. Rồi chờ em xíu. Để em mở mọi người coi một số cái thông tin mọi người coi nhá. Quý mại lớn, dây 12 tầng 4. Rồi chờ em xíu. Khi mà mọi người search cái từ khóa Thích Minh Tuệ thì nó sẽ ra những bài viết sau đây. Nhưng bây giờ là hiện tại bây giờ em nói mọi người thẳng luôn này, cho những ai làm YouTube truyền thông này, đó là cái đây, chờ mọi người chờ em xíu. Cái sự việc đó chính là trên Facebook, trên YouTube hiện tại bây giờ là cái quay mà đăng sư Minh Tuệ, nói về sư Minh Tuệ là không có tiền nha cả nhà, không có tiền, không có đồng các bạc gì hết á. Và trên Facebook thì hiện tại bây giờ là còn có 1 triệu view thì chỉ có 40 đô, 50 đô thôi. Nó quay sự việc của sư Minh Tuệ là bây giờ như vậy, không có ra tiền, nên là một số YouTuber đã dần dần bỏ cuộc, chứ không phải là họ tự dưng họ bỏ cuộc đâu mọi người. Nên là mọi người hãy chú ý cái điều này. Và hiện tại bây giờ như này này,
chúng ta search cái từ khóa. Đây, cho mọi người coi sơ sơ cái đoạn này nha. Đây, con sẽ mở mọi người nghe nghe cái đoạn này nha mọi người. Nghe chưa nha mọi người? Thì bây giờ cái bà mà Lê Thị Miễn. Lê Thị Miễn chứ. Đã bị xóa mấy kênh YouTube rồi nha cả nhà. Ngày hôm nay là ngày bao nhiêu này, có chị nọ chị kia ở bên Mỹ hay bên đâu gửi về số tiền như này, mà làm hết hôm này còn dư hôm này, đấy mình phải công bố như vậy. Các việc làm này gọi là gì? Từ thiện, gửi trung hóa và xây dựng quân. Anh giao bên Mỹ, cái số tiền này là anh gửi và theo nhằm cái mục đích là từ thiện và xây dựng quân hương hay là cũng như nhà anh giao. Tội gia đình tội em rồi nha, em rồi là không nhả được nha, nhớ là phải làm cho tốt cho tiền bên Mỹ á. Tự nghe ra thương cho những bạn tự con không biết phân biệt thế nào là phong thủy bố tôn và thế nào là nhân tướng thật. Các bạn nghe con, Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp không? Khi mà mình tu chánh pháp, tu đúng đường thì mọi người của mình nó cũng sẽ hiện ra 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Còn không thì ít nhất cũng là nhiều cái tướng tốt và nhiều cái vẻ đẹp, nhiều cái hảo tướng nó được hiện ra. Từ cái đôi mắt, ánh nhìn, khuôn miệng cho đến cái hình thở lẫn cái tướng đây nó cũng sẽ hiện ra cái sự quan thai, lịch lãm, hảo tướng của người tu. Cho nên là càng tu càng thấy như vậy. Dám kêu sư Minh Tuệ là càng tu càng thấy gớm như vậy. Tức là nó chụp được cái cảnh đó là sư Minh Tuệ xỉa răng này. Nó chụp được cái cảnh mà sư Minh Tuệ xỉa răng này, nó kêu sư Minh Tuệ là xỉa răng thấy gớm vậy. Đó. Cái miệng mày nó rất là nghiệp nha miệng ơi. Nó nói miễn mà miễn miễn bao nhiêu lần rồi. Con này nó Lê Thị Miễn ấy cả nhà. Này Lê Thị Miễn, đụng như nó ở đứt tay ấy. Bao nhiêu lần rồi, tại sao cưng lại cứ nhìn vô cách thầy xỉa răng mà mày đánh giá một con người về miễn. Con người đứng xỉa răng, cầm cái cách xỉa răng mà đứng. Xỉa răng trước ống kính mà không biết ngại. Ngày xưa ông Anakajit, ông mặc đồ rách, ông nhặt ông chắc quá, nhưng mà ông mặc một bộ, tuy nó rách, nó chắc quá, nhưng mà nhìn nó gọn gàng, nó thanh lịch. Trong cái ai mà đi tu cái hạnh đầu đà mà có một bộ đồ trên người rồi mà thấy quả mặc nhặt rồi mang một đống ở trên người. Cái hành động này đâu phải là buôn xả. Cái hành động này nó cũng giống như con người bình thường của mình nè, cứ thích trữ nè, cái hành động tích trữ thôi mà từ cái việc mà tích trữ là nó xảy ra cái lòng tham, cứ muốn cho nhiều cho nhiều, thì vừa cái tâm lẫn cái hình thức đều sai. Hạnh đầu đà là buông bỏ, là không cần, không tham, không nhiều, mà mình mặc bộ đồ mình còn lượm thêm là mình có cái lòng tham của sự tích trữ, là nó sai vào cái tâm, và vào cái hình thức ấy là người ta mặc một bộ đồ, người ta quá đến khi nào không quá được nữa, cho có lượm đang mặc bộ đồ lạnh lạnh mà vẫn lượm chắc chồng chắc lên như vậy. Ai đi tu cũng muốn đạt được cái sự giác ngộ, được cái sự hiểu biết và trí tuệ, cho nên là cái việc nó nói để cho sửa, cho nên tốt đẹp, càng ngày càng kỳ cục rồi nó sẽ đi vào đâu. Thương cho những bạn tự con không biết phân biệt thế nào là phong thủy.